Là chí tượng tình cũ Lâm Tâm Như, sự nghiệp sụp đổ vì ngoại tình, giật người yêu của bạn thân. Sau hàng loạt bê bối này, sự nghiệp của La Chí Tường tụt dốc không phanh, anh bị tẩy chay rất mạnh mẽ, các hợp đồng quảng cáo đóng phim bị hủy bỏ. Thậm chí, La Chí Tường còn phải bồi thường thiệt hại khá lớn cho các nhãn hàng, vì vậy mà có thời gian anh phải ở ẩn. La Chí Tường sinh ngày 30 tháng 7 năm 1979 tại Cơ Long, Đài Bắc, Đài Loan. Anh từng là ca sĩ được yêu mến bậc nhất Đài Loan. Ngoài ra, anh còn từng được mệnh danh là ông vua vũ đạo bởi kỹ năng nhảy điêu luyện. Ngoài thành công ở lĩnh vực ca hát, La Chí Tường cũng gây tiếng vang khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Trong suốt nhiều năm liền, anh vẫn là người tạo ra xu hướng cho giới trẻ xứ Trung với tần suất xuất hiện dày đặc trên nhiều chương trình. Sự nghiệp nghệ thuật. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, La Chí Tường đã bộc lộ năng khiếu từ rất sớm khi mới 3 tuổi đã biết chơi trống và biểu diễn. Năm 7 tuổi, nam ca sĩ đã đạt được nhiều giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi hát. Năm 1995, anh giành giải nhất cuộc thi mô phỏng Tứ Đại Thiên Vương và bắt đầu hoạt động nhóm. Đến năm 2003, anh chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Trong nhiều năm hoạt động, anh liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng danh giá và luôn thu về thành công mỗi khi ra mắt sản phẩm mới. Đặc biệt, những màn trình diễn của La Chí Tường được thu hút bởi kỹ năng nhảy đặc biệt, mang phong cách riêng. Vì thế, La Chí Tường được ưu ái gọi là ông vua vũ đạo. Không chỉ nhận được thành công rực rỡ ở lĩnh vực ca hát, mà khi đã chéo sân sang lĩnh vực phim ảnh, anh cũng tạo được dấu ấn riêng. Năm 21 tuổi, vai diễn đầu tiên của anh là nhân vật Lương Sơn Bá trong bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đã nhanh chóng gây được tiếng vang và trở thành phiên bản kinh điển mỗi khi được nhắc đến. Tham gia hàng chục bộ phim truyền hình lớn nhỏ, danh tiếng của La Chí Tường đã vươn xa ra nhiều nước châu Á. Sau đó, anh bắt đầu chuyển hướng sang thị trường đại lục và cũng gặt hái được thành công với những bộ phim điện ảnh có doanh thu tỷ nhân dân tệ. Có thể kể đến như Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì hay Tây Du Ký Mối Tình Ngoài Truyện. Không chỉ đạt được dấu ấn vững chắc tại thị trường đại lục với những bộ phim ăn khách, tên tuổi La Chí Tường ngày một phủ sóng rộng rãi với tần suất tham dự các chương trình truyền hình dày đặc. Với tính cách hài hước, duyên dáng, anh là cái tên được săn đón trong nhiều chương trình như Thử Thách Cực Hạn, Happy Camp hay Sáng Tạo Doanh. Từng yêu Lâm Tâm Như, quen bạn gái 7 ngày đã chia tay, là ngôi sao được săn đón nhất nhì làng giải trí, La Chí Tường nhiều lần bị đồn hẹn hò với loạt nữ nghệ sĩ nổi tiếng như Thái Y Lâm, Dương Thừa Lâm, Lâm Tâm Như. Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, anh đã hẹn hò với Thiên Hậu Đài Loan, Từ Hoài Ngọc. Đáng nói, cặp đôi chỉ yêu nhau vỏn vẹn có 7 ngày, khiến dư luận xôn xao một thời. Sau đó, anh liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Selena, thành viên nhóm nhạc SHE, nữ diễn viên Lý Dục Vân, nhưng hai mối tình này đều chưa được nam diễn viên lên tiếng thừa nhận. Sự nghiệp sụp đổ chỉ sau một đêm khi bị người yêu 9 năm lên tiếng tố cáo. Từng là chàng trai có tình trường dày đặc nhưng La Chí Tường lại có mối quan hệ hẹn hò kéo dài 9 năm với người mẫu Châu Dương Thanh. Thậm chí cả hai còn từng lên kế hoạch kết hôn ngay trước ồn ào nổ ra. Theo đó, sau khi bị Vu Đại Mộng lên tiếng tố cáo nam tài tử có mối quan hệ ngoài luồng với mình khi đang có người yêu, bạn gái của anh là Châu Dương Thanh đã viết tâm thư dài tố cáo đời sống thác loạn, bê bối của La Chí Tường. Theo đó, cô cho biết trong suốt 9 năm không hề kiểm tra điện thoại của bạn trai, không biết anh dùng số điện thoại khác để tổ chức tiệc thác loạn. Ngoài ra, mỗi khi cô đi vắng, anh lại dẫn một cô gái khác nhau về nhà để ngoại tình và quan hệ tập thể. Trong những cô gái đó có cả những cô gái trong bar, nữ nghệ sĩ và thậm chí là cả thợ trang điểm trong công ty do anh làm chủ. Châu Dương Thanh cũng xác nhận chia tay bạn trai mà không có điều gì hối tiếc. Sau những cáo buộc của bạn gái, La Chí Tường đã chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến Châu Dương Thanh và những cô gái từng bị anh lừa gạt tình cảm. Anh cũng bày tỏ mong muốn xin bạn gái cũ nương tay không tiết lộ thêm những bê bối đời tư. Ngay sau khi bê bối này nổ ra, sự nghiệp gây dựng suốt nhiều năm của La Chí Tường đã bị đứng trên bờ vực sụp đổ. Hàng loạt nhãn hàng đồng loạt gỡ hình ảnh mà anh làm đại diện. Hai chương trình truyền hình là Sáng Tạo Doanh và Cuộc Đua Kỳ Thú đã hủy hợp đồng với nam nghệ sĩ. Điều này khiến cho La Chí Tường phải đứng trước nguy cơ đền bù số tiền thiệt hại khổng lồ. Từ ngôi sao hạng A được săn đón, La Chí Tường đã tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình. Hiện nay, hình ảnh của anh gần như vắng bóng và chỉ được nhắc đến mỗi khi có bê bối tình ái của nam nghệ sĩ khác nổ ra. Ngoài những bê bối trên, anh chàng còn bị khui mẽ lại quá khứ đen tối dơ bẩn năm xưa. Cho người khác sợ chỗ hiểm nếu họ mua trên 50 album của mình. Không những được biết đến là diễn viên, La Chí Tường từng thử sức với vai trò ca sĩ và cũng từng cho ra mắt nhiều album. Trong một buổi ký tặng album Special, anh chàng không ngại cho rằng nếu ai đó mua 3 album thì anh sẽ cho nắm tay, còn mua 5 album thì họ sẽ được ôm anh. Khi La Chí Tường được giới truyền thông đặt câu hỏi nếu có người mua 50 album anh sẽ làm gì cho họ, nam ca sĩ bỡn cợt trả lời anh sẽ cho họ sờ chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Câu trả lời của anh nhanh chóng dấy lên những cơn thịnh nộ lớn trong dư luận, nhưng cũng có không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ và cho rằng anh chàng chỉ đùa để mua vui trong buổi ký tặng ngày hôm ấy. Sờ soạn sao nữ ôm hôn fan girl. La Chí Tường nổi tiếng là nam nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng tính cách đào hoa. Không lạ gì khi anh thường xuyên tiếp cận và có mối quan hệ thân thiết với các sao nữ. Không dừng lại ở đó, anh chàng cũng từng bị bóc mẽ có hành vi bất chính với các nữ nghệ sĩ khác.
Nam nghệ sĩ họ La không biết vô ý hay cố tình có những đụng chạm vùng nhạy cảm trên người họ, khiến khán giả rùng mình phẫn nộ. Trong phần giao lưu với người hâm mộ tại một buổi off fan, anh chàng còn bị chỉ trích khi có màn thể hiện tình cảm quá đà với fan girl. Đứng trên sân khấu trước nhiều người, nam nghệ sĩ không chút do dự khi ôm và hôn bạn fan ấy ngay trên sân khấu. Dù nụ hôn ấy chỉ qua tấm kính, nhưng hành động vồ vập quá hăng say của nam diễn viên bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt. Chat khỏa thân và thoát y trên mạng xã hội. Ngoài ra, nam tài tử cũng từng bị tố cáo hành vi nhắn tin gạ gẫm người lạ trên mạng xã hội với nội dung dâm dục, thậm chí anh còn thoát y trước camera. Nam diễn viên được cho rằng sử dụng acrylic để thực hiện hành vi trên. Sau bê bối này, ba người mẫu Hồng Kông cũng lên án tiết lộ họ từng là bạn bè trên mạng với nam diễn viên và từng bị anh tấn công gạ gẫm liên tục, tiếng tăm của anh chàng từ đây tụt dốc không phanh. Giật người yêu của bản thân khi bạn đang đi lính. Trước đây, La Chí Tường từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Âu Đệ. Thế nhưng, bạn đi một thời gian, họ hạn chế gặp mặt và bàn tán về đối phương. Nhiều người cho rằng cả hai đã sức mẻ mối quan hệ bạn bè. Nhiều lời đồn đoán cho rằng nam diễn viên đã lợi dụng bản thân đi nghĩa vụ để cướp người yêu của bạn. Sau này, khi tham gia một game show, Âu Đệ kể rằng trước khi đi lính, anh đã tin tưởng giao người yêu cho bản thân trong năm. Thế nhưng, ngay khi trở về, anh bàng hoàng khi phát hiện bản thân đang tay trong tay với người yêu mình. Dù không chỉ đích danh nhưng với loạt bằng chứng rõ rỉ trên mạng xã hội cũng như những gì Âu Đệ chia sẻ, công chúng đều một mực tin rằng kẻ nẫn tay trên người yêu bạn không ai khác là La Chí Tường.